Ok, chào nha. Mình chia sẻ hả? Không bàn giao, con này vừa rạch ra xem một chút. Thực ra cân này là máy đã qua sử dụng, nó như thế nào Nhật từ Mỹ về. Thực ra là nó thùng đóng, mấy anh Tây đóng rất là kỹ. Mình vừa khui ra mình kiểm tra thấy mới quá, chia sẻ anh em luôn. Thì nữa mình sẽ quay cận cảnh để anh em nắm bắt được, sau này mà có mua hàng ở bên Mỹ thì mình biết hình thức nó như nguyên bản như thế nào. Con này đẹp. Đọc qua cấu hình trước anh em xem. Con này là Core i7. Mục tiêu cái video này là chỉ để anh em biết là cái máy cũ nhập bên Mỹ về nó như thế nào. Mình thấy con này nó đẹp quá, chia sẻ cho anh em biết để bữa sau mình mua thì mình sẽ tự tin đưa ra cái quyết định của mình. Ở cái để cho thì đây anh quay cận cảnh. Em này được trang bị con cấu hình của nó là Core i7 9750H 48GB RAM và ổ cứng LED 512, được trang bị cạc T2000, cạc chuyên dụng cho đồ họa Windows 10 Pro. Đó. Giá về tay khoảng 22 triệu, quá kinh khủng. P10, P15, P53. Chính xác em này là P53. Rồi bây mình sẽ đi cận cảnh để cho anh em xem cái hình thức của nó như nào. Mà anh bên Mỹ đóng kỹ lắm. Mình sẽ cố gắng đi cận cảnh để mà bắt được. Nói chung hình thức gần như là ở xa thì nhìn không có gì chảy xước cả, ngồi gần thì mình sẽ cái adapter nó bị chảy một chút. Hình thức bên ngoài rất là đẹp. Cái này là P53 anh ạ, P53. Đấy, mình thích P15, P53, nó cũng 15 inch. Thôi, và chủ thể chính là anh em xem cận cảnh của nó. Hình như là đẹp, không có dấu hiệu gì mấy. Với cái giá này, với cấu hình này thì lại còn nguyên bản nhập bên Mỹ về thì anh em chốt được cái đơn này khá là thơm. Em này thì chẳng có gì để nói với cấu hình cả, chỉ đi cận cảnh để anh em biết cái hình thức của nó như nào thôi. Có công tắc này. Bạn em này thì có nhiều anh em làm review rồi. Để mặt sau thế nào. Lên ảnh video khó phát hiện, gần như là cái này nó không bị cháy xước gì. Khá đẹp. Chúng hình thức khá ok luôn. 22 triệu được xử lý em, được xử lý em hay chạm như này. Hiếm có khó tìm. Đó. Em này trang bị Windows bản quyền.